Ngày 21 tháng 6, đoàn kiểm tra của Ban dân vận tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022, gắn với kiểm tra việc thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, quy chế của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình tại huyện Tân Lạc. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện có đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban, nhân dân huyện, Ban dân vận huyện ủy và đại diện các cơ quan ban ngành của huyện đã cùng dự. Trong những tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả khá toàn diện. Huyện ủy Tân Lạc đã thể chế cụ thể các văn bản của trung ương, của tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo một cách kịp thời và đầy đủ. Nhất là chỉ thị số 56 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua dân vận khéo. Nghị quyết số 07 ngày 24 tháng 12 năm 2021 của tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quy chế số 06 ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương. Chính quyền các cấp, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả công tác dân vận công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc tăng cường công tác đối thoại trong giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đi vào nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng đến nay trên địa bàn huyện có tổng số 166 mô hình dân vận khéo. Công tác dân vận đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy ghi nhận sự nghiêm túc, nỗ lực và những kết quả quan trọng mà huyện Tân Lạc đạt được trong việc thực hiện công tác dân vận thời gian qua. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân dân tộc tôn giáo duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực tăng cường công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở